Trong khi một số chuyên gia nhận định canh bạc của Ukraine ở Bakhmut sắp được đền đáp, có ý kiến cho rằng đây chỉ là cái bẫy của Nga. Bất chấp thương vong lớn và nhiều lần được phương Tây khuyên nên rút khỏi thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk bởi tổn thất quá lớn trong khi giá trị chiến lược không cao, các lực lượng Ukraine vẫn bám trụ ở đây. Theo tờ Business Insider, canh bạc mạo hiểm của Kyiv dường như đang được đền đáp khi sau khi ông Yevgeny Prigozhin, thủ lĩnh nhóm lính đánh thuê Wagner, lực lượng chủ chốt của Nga trong trận chiến giành Bakhmut, liên tiếp ra thông báo rút lui. Trước đó, trong một video công bố ngày 5 tháng 5, ông Prigozhin đứng bên cạnh hàng chục thi thể thành viên Wagner và chỉ trích lãnh đạo quân đội Nga không cung cấp đạn dược. Ông cũng nói rằng nhóm này sẽ rút khỏi Bakhmut trong ngày 10 tháng 5. Một ngày sau đó, ông tiếp tục yêu cầu Bộ Quốc phòng Nga cho phép Wagner bàn giao các khu vực đang kiểm soát ở Bakhmut lại cho lực lượng của Cộng hòa Chechnya thuộc Nga. Theo các chuyên gia, nếu Wagner rút khỏi Bakhmut, điều này có thể thay đổi tiến trình của cuộc chiến dài nhất và đẫm máu nhất kể từ đầu xung đột và chắc chắn sẽ giúp Ukraine đạt một số lợi thế trước mắt. Tôi thực sự nghĩ rằng người Ukraine đã đúng khi ở lại và chiến đấu, ông Razan Menon, học giả thuộc chương trình nghiên cứu Nga và Á-Âu tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, Mỹ, nhận định. Chuyên gia Menon nói thêm rằng nếu ông Prigozhin rút lực lượng khỏi cuộc chiến, quân đội chính quy của Nga có thể phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan. Theo đó, lính đánh thuê Wagner đã đóng vai trò chủ chốt trong chiến dịch giành Bakhmut của Nga, chiến đấu bên cạnh các thành viên của quân đội chính quy của Moscow. Ông Prigozhin từng đã cảnh báo rằng nếu ông rút quân, thế trận của Nga ở Bakhmut sẽ sụp đổ. Ngoài ra, khả năng Wagner lui binh khỏi Bakhmut cũng diễn ra vào thời điểm đặc biệt căng thẳng đối với Nga, khi Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc phản công được lên kế hoạch từ lâu nhằm giành lại lãnh thổ phía đông và phía nam, theo tờ The Hill. Còn theo bà Marina Miron, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại khoa nghiên cứu chiến tranh tại Đại học King College London Anh, nếu Wagner rời Bakhmut, mọi trọng trách sẽ đổ dồn lên quân đội Nga, khiến họ phải phân tán lực lượng. Bà nói thêm rằng điều này sẽ mời Ukraine đến phản công và tiếp tục làm suy yếu đáng kể các phòng tuyến của Nga. Dự đoán này phù hợp với các phát biểu trước đó từ giới lãnh đạo quân sự phương Tây. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg tuần trước cho biết Kyiv đã nhận được gần 1.800 xe bọc thép và xe tăng từ các đối tác phương Tây. Trong khi đó, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Avril Haines hôm 4 tháng 5 nói trước Quốc hội rằng Nga đã chuyển sang thế phòng thủ sau các cuộc tiến công không hiệu quả. Ngoài ra, việc Ukraine giành lại Bakhmut cũng sẽ giúp nước này củng cố lòng tin với phương Tây, nhằm duy trì dòng viện trợ an ninh để thực hiện những đòn phản công tiềm năng khác trong tương lai. Tuy nhiên, The Hill dẫn lời bà Lera Belakova, thành viên của Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu, cho rằng tuyên bố rút quân của ông Prigozhin có thể là một tính toán được dựng lên để đánh lừa Ukraine. Việc ông Prigozhin đưa ra một số tuyên bố kích động là điều rất bình thường, bà nói. Bà Kimberly Martin, giáo sư Đại học Banat và Đại học Columbia, Mỹ chuyên về các vấn đề an ninh của Nga, nhận định ông Prigozhin và lực lượng của ông là những nhân tố thiết yếu của tình báo quân đội Nga. Vì vậy chúng tôi không tin bất cứ điều gì ông ấy nói. Bà Martin lưu ý rằng sẽ thật liều lĩnh nếu bất kỳ chỉ huy quân sự nào dám thông báo ý định của họ cho đối thủ trước chỉ 5-6 ngày.